Kính thưa con, thì hiện tại em lại có mặt tại miếng vườn của anh Tính. Đó, hôm nay là cắt nước, bữa nay nữa là 21 ngày. Đó, thì em chuẩn bị cho xịt cái bộ kích. Đó, thì sẵn ra vườn đem hút rồi quay phim cho con mình cái bộ kích cho nó ra. Hiêm mắt cua và cái bộ chuyển mầm ngủ. Có nghĩa là ví dụ mắt cua nó ra rồi mà lỡ có nhọn á, thì em chọn trọng luôn. Độ này kia đồ các kiểu để cho nó chuyển ra, hóa ra cái mà từ mầm lá chuyển hóa ra mầm hoa luôn. Đó, thì đang đi vừa anh Tính ha, thì để quay mặt trước cho con mình xem. Đó, rồi thì nói chung thì vàng lá cũng im ru luôn đó. Mùa thuận này nói gì nữa rồi con. Đó, xịt tới đâu thì ra tới nấy ha, đọt điếc đồ thì câm nín hết rồi nào con. Đó, còn vàng bông trong thì chúng nói chung là cũng khá là im mà con. Đó, gì dài đây nào con. Đó, ra đó, nay là thấy ra dữ dằn luôn á, nay là cho tưới nước luôn nha con. Đó, vậy nói chung là nhánh nào cũng ra chưa. Đó là đối với mấy cây này. Đó, còn như vậy đây. Đây, cành cấp 1 thì nó không ra. Nó ra cành cấp 2 nè. Đó, nhánh này vẫn mang trái được nhau con. Đó, có nhánh này không bằng con tay cái thì nhánh này mang không được thôi, nhưng mà vẫn ra bông. Đó, lỡ đi đi dài cho con mình xem luôn. Đó. Cây nào cũng ra đều như cái nấy. Trời ơi, xịt thuốc kỹ rồi con. Đó, coi nó ra nè. Đi dài đây nè. Chung là quá tuyệt vời. Đó, mấy đó là trên đó là mầm lá đâu con. Đó. Xịt sâu mà ăn sâu chết luôn rồi con. Đó, nói chung là không có kèm sâu rèm mà ăn sâu vẫn chết, không biết nguyên nhân là sao. Đó, để đi dài dài ở đây. Sẵn coi bộ hút nè, lại cái lưu đẳng quay cho con mình coi bộ hút hôm nay. Xịt cử kích hoa này là ra là bộ hút gì. Nó có cây này ra hơi yếu nha con. Đó, thì mình xịt cái bộ chuyển mầm này thì cho mấy cái mầm này nè, nó đặng cho nó kiểu như là cho nó tròn lại. Mà tròn hay không không biết. Nói chung là nay cũng là 25 Tết rồi nha con. Đó, lại lưu lại một cái video. Lại là cái như tham quan. Đó, bên đây là vườn của ông bác đó ha, vườn của ông bác Năm đang phục hồi cây lại, nói chung vàng lá cũng rất là ok. Nói chung là em nằm vùng khu vực này thì nói chung là ai liên hệ em thì nói chung là o bế rồi là hết bài rồi con. Đó, có cây này ra yếu nha con. Đó, ra yếu đây, ra được mấy mục à. Ở cây này thì nói chung là con mình nhìn cái da cây vậy là bà con mình biết nó đó hối luôn ha. Đó, thì ra hay không thì không còn biết. Ví dụ như mấy cây này thì nó quá nhỏ đi lấy bạn trái hay trái ăn chơi thôi. Đó, em quay là em quay đều hết chứ không phải là vô nhào vô lựa cây bự bông đạt quay. Thì đối với em là không có nha con. Em chỉ thích quay những cái gì mà gọi là thắc mắc cho bà con mình, nó để giải đáp thắc mắc. Nó như cây này là vàng lá quay buổi sáng nè, quay nguyên luôn rồi con. Đó, cây này nhánh rất là đỏ ha, để vô coi nó ra không nào con. Nói chung thì em không phải em nói hay gì, nhưng mà nói chung là lên đúng hút lá đúng già là lượng mầm ngủ là ra đúng phê nha con. Trời ơi, nó ra nè. Đó, có nhánh đỏ này thì nó đen. Có không? Đó, đây là nhánh đỏ luôn nè. Nhánh đỏ mà nó vẫn phụt ra nè. Đó, mình xịt thuốc một cái đang cho cái thằng quỷ này nè. Đó, cho nó chuyển hóa ra lại. Rồi dạ đây nói chung là nhánh trên nhánh đỏ hết. Đó, nói chung là hắn này làm ghi sáo mà không ra nữa. Đối với miền Tây không ra nữa thôi luôn con. Cắt nước là khô trắng đất hết luôn ha. Đó, nay là cho tưới nước luôn nha con. Thì đúng 21 ngày. Đó, đây có chủ vườn đang đứng nè. Đó, để heo cây này nữa đi. Rồi lại quay cho con mình coi cái bộ hút như thế nào. Đó, nói chung là ra trơn con. Này chắc ra tỷ lệ chắc đạt khoảng 100% luôn anh Tính. Mà cho nó đều hay không thôi. Đó, để cho coi cây này nó ra hay không, lại quay bộ hút cho con mình xem ha. Đó, cây này là cây bé tí bé tẹo. Đó, cây này thấy chứ nó già lắm mà con. Nó già hơn em nữa. Đó, cũng có mầm, mà mầm hơi yếu. Đó, nói chung là cây này là chưa thấy hiện tượng gì. Đó, nhưng mà xịt cái cử kích này nữa và tưới nước vô thì tự động là nó sẽ phụt ra vài bông thôi. Được rồi. Đó, chủ yếu lấy mấy cây bự thôi. Rồi, cho con mình coi bộ hút kích bông ha. Lại lấy ra cái anh Tính. Đó, chuẩn bị cho con mình coi bộ hút kích bông ha. Đó, thì đơn giản thôi, y chang như bộ được rồi, em sạch ha. Thằng này là siêu kích bông cho 200 lít nước nè. Đó, thành phần nó là đạm 16%, lần 6%, kali 16%. Em cũng biết làm sao mà xịt vô đặng cho nó kích thích ra hoa nữa. Đó, siêu kích bông. Rồi tiếp theo là vẫn là cái chai kích thích ra hoa, nhưng mà nó có canxi trong đây nha con. Nó đây nè, canxi 6% bằng lân cao. Nó để cho nó đẩy thêm quá trình thúc đẩy hoa thêm cái nữa và nó chuyển dạ mầm hoa luôn ha. Đó, và không thể thiếu đó là hàng lực sĩ kiến càng. Đó, cũng giới thiệu nhiều vô con mình, xịt đặng cho nó thấm sâu vô ha. Và kèm thêm một gói kích phát tố nữa nha con. Mà gói kích phát tố chưa có đem ra. Đó, thì đơn giản thôi, cứ xịt chỉ có nhiêu đó rồi con. Đó, đi thêm một vòng nữa để cho bà con mình xem
dài dài luôn, chứ không phải mà đi lựa mấy cây này kia đồ quay. Đó là cây bự nhất, hổm ra yếu nhất nè. Đó, coi này nó ra không. À, cây nó mới ra mầm li ti à. À, nhưng mà cây này chắc nữa ôm bông sao rồi. À, cũng có mấy chùm bông đó nha bà con. Cây này nữa là ôm bông sao rồi. Đó, cho kích thêm cái nữa, mấy này nó sẽ ra thôi. À, cây này là ra yếu nhất mà nó bự nhất. À, cũng có nhưng mà yếu nha bà con. À, nó có sao thì mình quay vậy mình chả sợ vấn đề này kia đâu. Lát xịt cây này xịt kỹ kỹ cho nó ướt xíu anh Tinh. Xịt dễ nhánh ướt luôn. Cây nó ra yếu nha bà con. Thì nhấn mạnh là yếu thì nó ra yếu. Chứ không phải mà mình gọi là này kia đâu. Dây mà cũng đi quét làm bông nữa. Có ra không? Dạ ok. Năm nay bên vườn này lấy bông lịch sử luôn con. Cây nhỏ nhỏ mà. Đó, ra điệu chưa? Dạ tới luôn. Cây này lấy không? Nói chung là em làm vườn là nói chung là dặn xịt rất là kỹ. Những bộ tàu mầm là không ảnh hưởng tới cây con nào con thấy không? Đọt rồi nó vẫn ra thoải mái. Nó hay không là điểm đó mình sẽ thu kỹ mới là kỹ lưỡng này kia đâu. Có dàn lá này nói gì nữa mà con. Đó, chung là cây nào cũng ra hết trơn rồi, nhưng mà tỷ lệ ít nhiều thôi. Đó, ra sáng dần ha con. Đó, nó đâm mạnh ra hết rồi. Thì dài trên đây nữa, nói chung là tuyệt vời hết rồi. Không phải là mình phe cái chiến tích của mình, nhưng mà mỗi lần xịt thuốc gì là miếng vườn này là em nhấn mạnh luôn. Là ghi sáo là hơn mảng hơn một cử tâm mầm. Và bắt lo nồng độ nó cũng sẽ cao hơn. Đó. Có cây này đặc thảm là không ra luôn à. Này gà được bồng người xíu ở trên đọt hối luôn nhau con. Không thì cứ việc kích cây này nó đi thì tưới nước thì nó ra mấy cây này không ra thì thôi. Nó trời tưới nước là nó ra thêm nữa nhau con, tại vì mình đang có tiết nè, chứ là gặp làm mùa nghịch là em cho cắt nước tiếp tục nữa nha. Đó, đây nào ra điêu hết rồi mới cho tưới. Đó, mấy cây này nữa lặt chết luôn. Mấy cây bự ra về là ngon rồi. Đó, đang cho chuẩn bị xịt thuốc này kia đâu nữa con. Rửa mắt cua nè. Nó bị đen nè. Nó bị rụng nè. Cái chai mà gọi là nãy em giới thiệu kích thích ra hoa đó, chai đó có canxi giọng á. Để xịt vô đặng giúp cho những cái mà gọi là nó bị rụng li ti này nè. Nó chai như thiếu canxi á. Trời con sâu luôn trời. Con sâu luôn rồi con. Bữa nay ăn banh bông luôn. Kiếm gì lặt luôn chùm bông bỏ luôn đi. Ghê quá. Bắn cái ngứa chắc chắn là nguyên chùm nguyên cùi này là lặt bỏ luôn đi. Hai con luôn kìa. Đang con nữa nè. Ơi có sâu dưới ta. Đồ. Căng à. Ở bển lát có miếng hút sâu nè không? Cộng vô luôn. Cộng vô 1.9 đâu. Tại mình đi mình kiểm tra mình thấy có mình cộng vô. Hả? Thì cái cử kích này mình vẫn cộng hút sâu vô được nha bà con. Sợ những cái chùm bông lớn á. Này kia đâu, hiện lát em cho cộng 1.9 vô phi 200 lít nước tầm khoảng 100cc à. Đó. Nói chung là cỡ nào em bùa phép cũng được chân ha. Đó, dài dài đây. Nói chung là cũng có ra. Đó, mấy này mà gà mầm lá nè con. Đó, mấy cây này nói chung là nhìn nó không đã nha. Đó, lại mấy cây này nhìn nói chung là rất là xấu. Đó. Đó, này kia đâu. Dạ. Cũng đỡ ớt. Dạ anh đây. Để kiểm tra kỹ lại mấy chùm bự này nè. Coi có sâu không. Nãy mới thấy có rồi đó. Tự nhiên nãy con chùm thấy có là thấy quý quýu rồi nha con. Dạ anh đây. Đó, nhanh đầu quét luôn rồi nó dẫn ra. Đó là đủ hút, đủ lân. Cây đủ già. Thì nó sẽ ra nha con. Sao con Nam? Không. Không. Về lá trên đó vậy mà bị gầy gì? Có cây này bị gầy nè. Gầy nhóc luôn chứ không có cây nào hết trơn. Cái đưa thuốc này chích cái này quá trời nặng tiền mà không sao nè. Thì đẩy theo cái này đi gì đâu. Đó. Chết kìa. Là lá mới hả? Từ từ. Trong đưa thuốc cũng mạnh lắm đó. Gầy đeo không xịt lại cái lấy lại cái cơ đọt sau đó đó. Ủa, bên căng nước ra luôn hay vậy? Đó, vậy anh đây chung là ra minh thiên cho nhau rồi đi nãy giờ là nói chung là cây nào cũng ra hết ha. Bông vậy nè mới mập nè. Vậy ra trên đây thì chưa có thấy một nào. Bữa nay tưới nè.
Hôm nay chắc ra đây vô một cây này nữa thì em xin kết thúc video bà con ơi. Đó, thì chủ đề hôm nay là chủ yếu lại thăm vườn của anh Tính ghi sáo làm bông mùa thuận cuối vụ nha. Cuối vụ của miền Tây á. Đó, giờ này thì nói chung là hiếm khi nào có miếng vườn nào đang ra bông đúng không con? Tại giờ nó chết hết trơn rồi. Vụ này là đụng với miền Đông banh xác luôn. Đó, ở đụng với miền Tây chứ. Ủa gì Tây Nguyên chứ. Đó, thì nói chung là ra đều hết rồi. Thì em cũng xin kết thúc video bà con ơi. Thì xin chúc bà con mình một ngày mới làm việc hơn nhiều sức khỏe ha. Và ra thăm vườn chăm sóc cây tốt hơn. Thì về cái vấn đề lá lú đồ thì về giờ tưới nước vô thì lấy luôn cây đọt luôn nha bà con. Rồi, thì bye bye bà con mình. Hẹn bà con mình ở clip sau ha.